Xin chào các bạn, hôm nay tôi trở lại với các bạn đây. À, xém nữa thì quên một việc. Trước khi đi vào nội dung chính hôm nay, mình xin thông báo, bắt đầu từ video này, mình sẽ đổi tên kênh Càng Tây Vlog sang Càng Tây Man. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong thời gian vừa qua. Trở lại với nội dung hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn cảnh đưa tang lúc nửa đêm. Đúng ngày 12 giờ khuya, đường ra quyệt chôn cất là từng đoàn người nối đuôi nhau bước đi trong bóng đêm mờ ảo, tạo cho ta cảm giác rùng rợn, những ánh đèn flash yếu ớt từ những chiếc điện thoại làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo. Đến đây có ai hơi lạnh người chưa, đã đưa tang, mà còn lại là 12 giờ khuya nữa chứ? Không biết các bạn có lạnh người không, chứ tôi lúc đó lạnh lắm, mà lạnh vì nhiệt độ nửa đêm xuống thấp thôi. Bởi vì đã có tiếng trống kèn của chúng tôi làm tan đi cái sự lạnh lẽo ấm đó rồi. Nhưng vì sao lại là 12 giờ khuya? Nhiều người cho rằng đó là do phong tục tập quán của từng vùng miền sao. Theo tôi được biết từ ông bà kể lại, là do tuổi của người quá cố không chọn được ngày giờ đại cát để an táng, vì vậy nên người ta sẽ chọn 12 giờ khuya. Bởi vì đó là thời khắc giao ngày, không hạp cũng không kỵ. Nào bây giờ thì xem chúng tôi đưa tang lúc nửa đêm thế nào nhé. Đường như chậm luôn các bạn ơi, rồi già chen quá trời chặt nè.
Yep.